các thời kỳ quản nhiệm tại Hội Thánh Tin Lành Phước Lợi. Đầu tiên, từ năm 1944 đến năm 1946, Mục sư Nguyễn Văn Xuyến. 2. Từ năm 1946 đến năm 1952, Mục sư Nguyễn Phú Lành. 3. Từ năm 1952 đến năm 1954, Mục sư Châu Văn Cương. 4. Từ năm 1954 đến năm 1957, Mục sư Phạm Văn Hùng. 5. Từ năm 1957 đến năm 1959, Mục sư Nguyễn Hữu Vinh. 6. Từ năm 1959 đến năm 1963, Mục sư Võ Văn Đề. 7. Từ năm 1963 đến năm 1973, Mục sư Nguyễn Hữu Tiền. 8. Từ năm 1973 đến năm 1996, Mục sư Bùi Trung Hương. 9. Từ năm 1996 đến năm 2011, Mục sư Nguyễn Hữu Thiện. 10. Từ năm 2011 đến năm 2020, Mục sư Đặng Linh Khoa. 11. Từ năm 2020 đến nay, Mục sư Lê Duy Linh. Ngoài các vị mục sư quản nhiệm, còn có một số tôi tớ Chúa kiêm nhiệm hội thánh. Nguyện xin Chúa Cha luôn ban phước cho người bình yên.